Qua đây là cây táo thái của mình nè các bạn thấy không? À, cũng còn trái. Cá có một trái mà xanh lè chưa chín nữa. Bữa năm rồi ha, năm rồi của mình đây. Thì hy vọng nó kịp Tết nè. Cầu Lisa nè. Lisa nó vậy thôi. Mình để cà chua thân gỗ nha các bạn. Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay An Tánh xin dẫn cô chú anh chị em và các bạn đi xem vườn của An Tánh tháng 1 như thế nào ha. Phía sau thì cô chú anh chị em và các bạn thấy là vàng thiên lý của An Tánh vẫn còn xanh xao ha. Có nhiều cái nó cũng còn bông nữa đó các bạn. Thì thôi bây giờ mình sẽ đi vòng vòng khu vườn coi những còn cây ăn trái hay là ớt hay gì không nha các bạn. Thôi mình đi nha. Đây là cây quýt cao su nè. Hôm trước mình mua nhưng mà mình không có thay chậu cho nên trái nó có mấy trái nhỏ nhỏ thôi. Quýt cao su mình mua ở tiệm Đeo hôm bữa ha. Cây này hơi cao nè. Tháng 1 cho nên dâu của mình bây giờ nó cũng tàn nhiều lắm, mình chưa có thời gian để chăm sóc nó nè. Những cái lá này là mình phải bứt bỏ hết nha các bạn. Để cho nó ra cái mới nè, những cái này nè ha. Chăm sóc dâu luôn. Đó. Ngoài đây thì những cái bông lan của mình đã nở rất nhiều ha. Nhà mình thì có hai ba màu gì đó, mình cũng không nhớ rõ nữa. Đây là cây tắc nè. Cây tắc thì mình năm nay không có kịp ra trái rồi, vì năm nay mình không có chăm sóc nó nhiều. Còn đang ra lá non thôi. Đây là cây nho thân gỗ của mình ha. Nho thân gỗ thì mình mua ở dưới Nam Cali cũng được một vài năm mà mình cũng không nhớ rõ nữa, nhưng mà có thể là cũng vài năm rồi có trái thôi. Đó. Cây này lúc mua là 5 năm tuổi rồi ha. Qua phía bên đây thì các bạn thấy không, ớt thì mùa đông rồi, qua một cái tháng cũng khá lạnh rồi nhưng mà vẫn còn lai rai ha. Ớt Sơn Châu nè vẫn còn trái lưa thưa. Con này là ớt cũng ớt chí địa gì nó chín nè, mình chưa thời gian hái nữa nè. Cây ổi thì bao nhiêu trái thì mình cũng bẻ hết rồi, năm nay trái không được lớn. Còn những cái gốc đậu rồng của mình thì còn gốc xanh, cái này thì nó héo hết rồi các bạn. Cái gốc thì có gốc bên kia nó còn xanh kìa, để coi coi nó có sống không được nãy không ha. Qua tới bên đây là chậu diệt quất ha. Diệt quất thì nó đang có bông, mình cũng chưa có bón phân gì hết các bạn ơi, nhưng mà mình thấy đang ra bông nè. Đáng lẽ người ta thì bón phân nhiều lắm mà mình chưa có bón phân gì hết trơn, tại thời tiết còn lạnh đó. Thì mình thấy nó đang ra bông rất nhiều ha, chưa có bón phân gì hết từ lúc thu hoạch tới giờ. Qua bên đây những cái dây đậu rồng của mình bây giờ nó héo hết trơn, nhưng mà những cái gốc thì thấy nó còn xanh xanh nè, để coi coi nó có sống nổi không. Xa xa thì thanh long ha. Thanh long thì mình còn ở đây cũng ít trái nè, nó chưa có chín nhưng mà nó còn xanh xanh như vậy nè các bạn. Nó bị nứt trái nó vì mưa nè. Bên đó cũng còn hai trái nữa ha. Ồ, trên đây núp một trái nữa nè. Thanh long trước này nó trốn cũng nhiều quá chứ. Bây giờ mình đi qua đây là cây bưởi của mình ha. Đây, bưởi năm rồi ha, năm rồi của mình đây. Thì hy vọng nó kịp Tết nè. Trái chắc nó không có lớn nhưng mà nó cũng chắc có thể kịp Tết. Ở đây mình cũng có được mấy ít trái thôi. Đi qua cầu thì cây mãng cầu của mình nè. Cây mãng cầu này thì mình không có chấm bông gì hết trơn cho nên nó không có đầu trái nha các bạn. Với lại năm đầu mình mới trồng xuống đất cho nên mình cứ để nó như vậy. Thì bây giờ mình thấy nó rất là tốt nè ha. Cây mãng cầu này mùa đông nó chịu đựng nổi luôn. Ngày chắc là mãng cầu mễ từ hột lên mình cũng không biết nữa. Lục bình thì vẫn còn xanh tốt nè. Lục bình thì khó chết lắm. Bên đây thì sen mình rụi hết rồi. Có nhiều thứ mình phải dọn dẹp mà mình chưa có thời gian dọn dẹp nữa nè.
Bây giờ mình sẽ đi vô trong cái nhà kính nhỏ nhỏ của mình ha. Vô đây thì bước vô là mình thấy cái bán cầu ha. Cái bán cầu Lisa nè. Lisa nó như vậy thôi. Mình để về tầng nữa coi, mình chắc mình hái nó. Cây này mình đang để dành nhánh để mình ghép nữa nè. Cây trứng cá thì lá nó héo cũng nhiều lắm các bạn. Còn qua đây là cây mận ha. Cây mận mình thì rất là tốt, lá rất là tốt ha. Đây là cây lá cách nè. Lá cách dưới đây cũng tốt ha, mình để chú ở dưới gốc cây mận. Cây bồ đề của một chị tặng cho mình nè. Mình cũng để trong đây luôn. Còn cây mận đỏ bên đó thì mình cũng để trong đây. Mình bữa hổm thấy nó rầy quá, mình xử lý nó là mình cắt hết. Xong rồi mình bắt những con rầy ra hết, xong rồi mình xịt thuốc neem oil. Bây giờ thì nó đang ra lá lại nha các bạn. Mùa đông nhưng mà mình để trong đây nó vẫn không bị rụng lá hay thiệt hại gì tới lá hết. Còn đây là cái cây thanh trà mình mới mua của năm nay ở Puerto Rico nè. Bên đây là cây thị nha các bạn. Hai cây đu đủ của anh bạn mình tặng nè trước khi anh đi chơi. Còn cái này là cây khế, khế chua của mình thì lá cũng còn xanh tốt lắm nè. Đây mình trồng từ hột lên. Qua bên đây là cây ổi ruby, thái ruby ha. Thái ruby thì nó có bông, nó đang có bông nè các bạn, nhưng mà mình nghĩ chắc mùa này nó khó đậu trái lắm, nó thời tiết đây nó không giống năm Cali. Qua đây là cây xoài tượng. Xoài tượng này thì mình trồng trồng chơi vậy chứ mình chưa có ăn trái được gì, nhiều khi nó lạnh quá nó bị mất sức các bạn, rồi nó không có đậu trái nổi, cho nên mình đã trồng mình ăn lá non để mình ăn rau ghém rồi đó, rồi cuốn hay là bánh xèo. Qua bên đây cây cây sơ ri của mình cũng còn rất là tốt nha các bạn, không có thiệt hại gì hết trơn, chỉ có cái cây bông sư đủ của mình thì nó thân nó còn xanh nhưng mà lá rồi nó rụng nó hư hết rồi. Rồi trứng cá nè, trứng cá có một trái mà xanh lè chưa chín nữa, bữa hổm Phượng ăn hết một trái rồi, giờ còn trái này nó mới đậu sao nè. Trong đó có cây ổi mình ôm từ hột lên, bây giờ mình không biết ổi gì nữa. Cây trứng cá gốc to lắm các bạn. Cây bông sô đũa đỏ này cũng vậy ha. Hy vọng là nó sống qua được mùa đông này, nó chịu đựng nổi cái mùa lạnh khắc nghiệt này ha. Đây là những cái thanh long có đủ giống luôn, vậy thiền lý ở đây nữa ha. Đây này là cây cà ri nè các bạn. Qua tới bên đây là những cây ớt. Cái nóc này hôm bữa mình đóng đỡ, mình để cho cây chú đây nè. Ớt Sừng Châu này là ớt 2 năm tuổi, giờ tới năm thứ ba rồi các bạn. Hai cây của mình bên đây ha. Cây ổi này cũng đang có trái nè. Còn qua đây là cây táo thái của mình nè các bạn thấy không? À, cũng còn trái, có trái cũng bắt đầu chín nha các bạn. Táo này thì ăn ngon rồi đó. Mình thấy nó ngọt ha. Năm sau chắc mình phải tỉa nó bớt. Ớt thì cũng còn lại ra nha các bạn. Và đây là chanh. Chanh này anh thấy nó thiếu đất rồi, trái nó nhỏ nhỏ không à. Qua bên đây cà chua thân gỗ nha các bạn. Nó chín cũng nhiều lắm rồi đó, bạn thấy không, từ dưới mình quay lên nè. Này là cây vải ha. Cái đây là chinh nữ hoàng cung, mình không có thời gian để mình thu hoạch lá đó các bạn, những cái lá nó có dược tính ha. Thì có nhiều người cũng dùng lá để cho hỗ trợ cho ung thư, mình không có thời gian cho nên lá nó hư hết trơn. Qua đây là lá xương sâm ha, mình mới cắt bữa hổm rồi. Đây là cây châm nè, cây châm Việt Nam của mình, nó cao rồi mà chưa có trái nổi ha, chắc một vài năm nữa. Bên đây là cây chanh cẩm thạch nè ha. Chanh cẩm thạch thì cái trái nó như vậy nha các bạn. Đó.
Cái nhánh này là cái nhánh Phật thủ mình ghép vô nè, hình như nó đang ra bông nè các bạn. Nhánh Phật thủ mình ghép vô ha, mình ghép vô của anh bạn anh Khanh bạn mình đưa rồi mình ghép vô đây cũng được cả năm rồi đó. Mà mượn sức trong cái gốc này như nó hơi thiếu đất phân sao đó. Chanh cũng nhiều ha. Đây là cây táo tàu của mình nè. Cây táo tàu mình đang đợi những cái nhánh ghép mình mua về. Họ chưa có gửi ra, chắc nay mai họ sẽ gửi ra thôi. Mình sẽ ghép nhiều loại táo tàu vô cây táo tàu này ha. Rồi qua đây là cái cây lô lô khoách nè. Trái thì nó đang nở nở vậy đó, không biết nó đậu được nhiêu nhưng mà cũng mấy chùm chùm vậy đó. Này, thấy không? Nó đậu trái rồi nè. Mình trồng trong cái chậu nhỏ xíu thôi. Cái này là loại cái trái to đó. Qua đây, thanh long nè các bạn. Wow, cái trái này bị nứt luôn các bạn thấy không? Nó bị hư luôn. Thanh long mà bị mưa quá là nó hư nứt vậy đó các bạn. Chưa cho dù nó chưa chín nữa mà nó cũng nứt ra nó thúi à. Ở đây cũng vậy còn mấy trái nữa nè, nó hư hết rồi các bạn ơi. Nó nứt nó thúi luôn rồi nè. Tại vì thấy nó chưa chín mình không có hái đó. Thì năm nay thì thanh long thấy nó cũng đỡ đỡ, nó không có bị mấy cái rush nhiều. Đó, đây nữa nè. Thanh long thì thu hoạch hết rồi, chỉ còn có mấy trái này thôi. Chuối nè. Chuối này thì lâu lâu thì muốn ăn nha. Dao ghém thì ra chặt cái chuối vô ăn thôi. Cái cây đó bấm mình chặt nó lên lại đó. Rồi bây giờ mình đi xuống sân sau nha các bạn. Những cái dây khoai mỡ của mình nó đã tàn hết rồi các bạn. Đó, giờ tài tượng rau ngổ gì nó tiêu tan hết rồi, chỉ còn rau gì đó, rau cần nước nè, rau đắng nó còn ấy thôi. Ủa, có con ốc nó bò lên đây luôn. Chả tím tháng này mà cũng còn sống nè, để coi coi mình dưỡng dưỡng nó đi. Đây nguyên cái vàng ớt cà của mình ha. Ớt này thì đợi tới ấm ấm mình tỉa nó lại nữa. Ớt sừng trâu ha, ớt sừng trâu vẫn còn nè. Ớt sừng trâu để lâu không hái luôn đó. Hôm qua mình tưởng nó còn sống mà nó rụi hết rồi. Qua bên đây là cây ổi nữa nè các bạn. Ổi này chắc năm sau mình tính ghép ổi khác vô quá. Trái nhỏ nhỏ quá trời luôn nè mà nó bị chắc bị chai trái rồi. Nó rụng nữa nè. Đây, qua bên đây cây đào của mình ha. Nhánh đào này nhánh đào ghép nè. Mình ghép vô nhánh plum ha. Hai nhánh luôn. Mình bên đây một nhánh nữa nè các bạn. Thì đây là cây chanh nè. Cây chanh mai lên mình của mình ha. Ui, trái quá thì trái luôn các bạn thấy không nè. Nó lùng lùng nhưng mà trái dữ lắm. Thơm mà nó cái vỏ nó ăn ăn được tốt các bạn. Bây giờ nó có chín cũng khá nhiều rồi đó. Qua đây là cái thùng cái gì đó quý vị nó tan nát rồi, để chắc mình phải cắt tỉa là mình trồng lại mới được. Qua đây là cây ổi ngàn trái của mình ha. Biết bao nhiêu cái video mình nổ quay mình nói rồi nè. Trời ơi, nó lạnh quá nó hư trái ổi luôn rồi, thúi luôn rồi. Các bạn thấy rõ không ha, trái không đó. Các bạn thấy trái trên đó không? Quá trời trái luôn. Tháng 1 ngày bữa nay tháng 1 ngày 15 nha các bạn. Tháng 1 ngày 15 mà trái như vậy nè. Mấy cái trái nhỏ nhỏ vậy chứ coi vậy ăn ngon nha các bạn, nó chín rồi thấy không? Này mình làm thử trái cho các bạn xem ha. Đó. Thì đó, mình mời các bạn thử nha ha. Thôi mình chùi chùi vô áo ăn đỡ ha. Nè đây ngon, còn rất là nhiều, có lớn có nhỏ đều có hết ha. Mùi
Một điều là ổi này thì nó không có hột, nó không có cứng nha các bạn, nó mềm mềm cái hột mình nhai được. Trốn rồi, quá trời trái luôn. Trên cao nó có nhiều trái, nó lạnh của nó thúi luôn trên cây nè. Nên các bạn thấy qua nè, nó thúi luôn trái cây, cái trái này thúi luôn kế bên nè. Ớt nha các bạn, ớt này, ớt habanero của mình ha. Mình không có để nhà kính thì thấy trái nó cũng còn tốt nè. Có nhiều trái nó chín quá, nó không có kịp hái thì nó khô. Ở habanero cây màu vàng trái nhỏ nhỏ nữa đó, màu cam với màu đỏ đỏ ha. Ồ, jalapeno bây giờ nó vẫn còn trái nè các bạn. Có nhiều trái chín quá mình cũng không hái nè. Chanh dây, chanh dây trên đây ha, còn trốn nè, một trái trốn nè. Dây này mình mới trồng rồi qua cũng có trái chứ. Hai trái, ba trái. Wow, bữa nay cái thùng củ nén này bị ngập nước rồi. Củ nén đó các bạn, củ nén của một cô mình quen cho mình nè. Đây là tỏi Việt Nam. Này bạc hà của mình ha. Còn đây là cây chanh thái nè các bạn. Chanh thái thì nó đang ra trái nhỏ rất là nhiều. Mình cũng không có bón phân gì nhiều nha các bạn. Nhiều khi mình cho cái loại đất đất mà trồng xương rồng với lại cây về cam chanh quýt bưởi đó, mình thêm như vậy thôi với phân trùng quế. Switches thôn thì mình cũng ít cho lắm. Mình thấy bữa hổm Phượng thấy làm sa tế ớt thái này, chanh thái này cũng hết mớ rồi. Bây giờ trái nhỏ quá nhiều luôn, không biết nó đậu được nhiêu. Mình cứ để cho nó đậu trái thôi, quá trời trái luôn nè ha. Và bên đây là cái gốc cam mình tháp bưởi Tân Kiều lên nè. Mà nó bị rầy quá mình cắt bỏ hết, bây giờ nó chùa lũi còn cộng không à. Qua bên đây các bạn thấy không, cây tắc mình ở chân trong nhà nó không có trái với cây tắc mà mình ở ngoài đây nè, nó quá trời lớn luôn, mình không có thời gian tỉa các bạn. Cái gốc phải nói là cái gốc cổ thụ phải không. Ủa nó có trái su trong cái rơ rụng hồi nào vậy ta. Đây thì cây tắc này thì năm nào nó cũng có trái gì hết trơn á, nó bự bự vậy nè. Tắc này mình mua hình như là mua ở Costco lâu lắm rồi. Nó là loại tắc Nhật ha. Trái cái vỏ nó ngọt ngay à. Đó, các bạn thấy không? Qua wow, trời trái, ai nhìn cũng đúng lời quýt kiếp su nhưng mà không phải ha. Này là tắc ha. Cái vỏ ngọt mà cái ruột nó chua. À đây nè, thấy không? Ớt bên đây cũng còn lai rai. Ớt thì lá thì bắt buộc nó phải héo như vậy nha các bạn. Miễn sao cái thân nó còn xanh là còn hy vọng để cho lên tiếp ha. Đây, mấy cây cà tím ở đây cũng còn được nè, ớt chuông. Bên đây thêm một loại chanh nữa nè. Chanh này là cái loại chanh mỏng vỏ không hạt. Cái gốc này cũng khá lâu rồi. Mà cái nhánh này mình chiết ở nhà của một người cậu ha. Mười người cậu cũng được 7-8 năm hơn rồi. Nước nhiều, thơm, không hạt ha. Thì bao quát khu vườn của An Tánh ha. Thì vẫn trong vườn thì còn chanh với ổi với lại cà chua thân gỗ với ớt thôi. Với một trái mãng cầu. Chứ ổi thì nhiều, ổi thì trái còn nhiều lắm, mình không có thời gian để hái luôn các bạn. Năm sau chắc mình phải cắt cái ổi này xuống nữa nè. Cho nên mình cũng biết nói sao nữa, quá trời trái, mấy cái trái này chín ngon nè. Trắng trắng nó hồng hồng ửng ửng lên là ngon lắm mà. Mà mình không có thời gian hái thật sự nói đây nè. Mấy trái này ngon nè. Có chân mưa ớt nữa. Thì mình muốn chia sẻ vậy thôi. Bên đây là cái gì? Mồng tơ ha, mồng tơ đang có để chắc để hột luôn. Nếu mà nó sống thì mình cắt xuống cho nó bò lên lại. Thì video của An Tránh chia sẻ đến nay cũng đã dài rồi. Thì An Tránh xin cảm ơn cô chú bác anh chị em và các bạn đã luôn luôn ủng hộ kênh của An Tránh ha, cũng như là với lại Phượng nữa. Vì mình chỉ chia sẻ những gì mình thấy với lại những cây trái mình trồng ở nhà
và cách mình trồng của theo cách của mình thôi. Thì một lần nữa Hằng Tấn xin cảm ơn cô chú bác anh chị em và các bạn đã luôn luôn ủng hộ và đồng hành với gia đình An Tấn. Nếu thấy video của An Tấn hay, cho An Tấn một chia sẻ, một cái like và một đăng ký nếu các bạn chưa đăng ký ha. Và một điều quan trọng là hãy nhấn cái chuông để theo dõi những video tới của An Tấn nha. Bây giờ thì An Tấn xin bye bye các bạn. Chúc các bạn nhiều sức khỏe. Bye bye.